Mấy anh em mà có nhu cầu sử dụng gia đình con cắt cỏ nha, mấy anh em mua cho em ngay con FS3001 chính hãng này của Eastin nha. Đó, con này sở hữu bộ xi lanh 34mm, trọng lượng của nó rất là nhẹ nha, xài gia đình rất là ok nha mấy anh em. Đó, hôm nay gửi con này về cho anh trai ở tỉnh Sơn La nha mấy anh em. Em báo giá luôn nha, con này là 3.200.000 đồng nha, hàng chính hãng nha. Em lo cho mấy anh em hết luôn nha, tặng cho mấy anh em một chai nhất Eastin 500ml nha mấy anh em. Đó, chắc chỉ có mỗi bên em mà tặng được chai nhất Eastin 500ml này thôi. Đó, mấy anh em bơm lên số 30 nè. Đó, số 15 thì mấy anh em pha nửa lít, số 30 thì mấy anh em pha cho em 1 lít xăng nha, và chạy là ok luôn nha. Đó, tặng cho mấy anh em một chai nhất 500ml này nha. Chắc có mỗi mình em là tặng cho nhất 500ml Eastin này thôi. Máy Eastin, xài nhất Eastin là không còn gì bằng nha. Nhất 1 lít thì nó rất là nhiều nha, nhưng mà nhất 500ml này để pha với cái máy này là rất là dễ nè, nên là rất là hiếm nha. Đó, tặng một chai nhất, bao phí vận chuyển cho mấy anh em luôn nha mấy anh em. Đó, tặng thêm một cái móc khóa nha, tặng nhớt bao phí vận chuyển, tặng móc khóa luôn là ok rồi nha mấy anh em. Con này là 3.200.000 đồng nha. Đó, tặng nhớt bao phí vận chuyển nha. Đó, ok mấy anh em. Bên em nhận cọc mới gửi hàng nha, hôm nay gửi về anh trai Sơn La nha. Anh trai này cũng đã cọc 500.000 nha mấy anh em. Đó, đối với dòng máy này thì cọc cho em 500.000 nha. Đó, hiện giờ mấy anh em xài rất là nhiều mẫu cưa này, xài gia đình nha. Tại sao? Tại nó xài rất là tốt, bền, nhẹ nha mấy anh em. Đó, thứ nhất, hàng chính hãng, bền, nó đẹp. Thứ hai, nhẹ, rất là ok nha mấy anh em. Đó, đi theo nó là sẽ có cần nha, đầy đủ chân nha mấy anh em. Dây đeo nguyên bộ nha mấy anh em, về lắp ráp rất là dễ nha. Đó, bộ tu vít ốc ác, lưỡi chắn cỏ. Đó, về mấy anh em gỡ 4 ốc ra, mấy anh em dặn vô thôi là xài được rồi nha. Cái chỗ ca xăng. Đó, này là mẫu cắt cỏ nhỏ nhất bên Eastin chính hãng nha, phân phối tại Việt Nam nha mấy anh em. Đó, tặng cho mấy anh em một chai nhớt 500ml nè. Đó, mấy anh em bơm lên số 30 pha với 1 lít xăng là xài cái máy này là ok nha. Mấy anh em về cũng go đai giùm em dùm 2 đến 3 bình xăng nha. Đó, đây là 1 lít xăng này nha mấy anh em. Đây, em bơm lên số 30 nè. Đó, đây 1 lít xăng, bơm số 30. Về mấy anh em xài kiểu này là ok luôn nha mấy anh em. Đó, mở nắp ra nha. Đó, đây lít xăng, mấy anh em mua lít xăng về xài nè. Đó, rất là easy. Này, pha ấy cho khách luôn nha. Đó, mấy anh em bơm dưới đây rồi xong. Tỷ lệ dưới đây là mấy anh em chơi thôi. Rất là tuyệt vời luôn. Đây. Đó, vô nè. Bơm số 30 nè. Đó, mình pha với lít xăng này là ok nha. Lắc đều cho nó nha. Đó. Mấy anh em xài gia đình là xài con này được rồi. Có 5.6kg à. Xài gia đình mà mấy anh em mua máy lớn là mấy anh em bị là gãy xương sống luôn nha mấy anh em, thoát vị địa điểm luôn nha. Đó, này rất là easy nha mấy anh em. Đây, cứ bơm lên số 30 nè. Đó, pha với 1 lít xăng là ok. Hãy test về máy về cho anh trai Sơn La nha. Rất là tuyệt vời nha mấy anh em. Con này nòng 34mm nha. Đó, xài gia đình là đỉnh cao nha mấy anh em. Hiện tại mấy anh em là xài dòng này thôi, xài gia đình rất là im. Xài gia đình mà mấy anh em xài máy nặng quá cũng không được nha mấy anh em. Đó, easy. Hiện giờ mấy anh em tin tưởng là cọc rất là nhiều nha. Đó, bên em cọc mới đi hàng nha mấy anh em. Con này cọc 500.000 nha. Anh trai Sơn La đã cọc 500 rồi. Đó, này dưới đây nó có cái vú này nha mấy anh em. Bơm vú là. Vú này, bơm vú là. Đó, lên xăng nha mấy anh em. Đó, nó lên rồi đó nha mấy anh em. Đó, mình giật cái đi. Rất khởi động rất dễ dàng nha. Đây là đóng nè, nó cho giật mấy cái, giật cái hai cái cho nó ấy đi. Ủa, lộn, còn nữa nè. Đây, đây là nút stop nha. Là stop là không có chạy nè, stop chạy là bật xuống nè. Đó, stop bật xuống nha. Đó, giật cái. Đó, chạy đó phải không? Mấy này kéo xuống. Kéo nó xuống. Là ok. Easy nha mấy em. Đó,
hiện tại là nó lên xăng rồi nha mấy anh em. Giờ việc còn cái một là chạy à. Rất là nhẹ nha. Con này nè, có 5.6 kg. Khởi động rất là dễ nè. Đây cầm rồi giật lên. Ủa, quên bật công tắc lên nha. Công tắc nè, đó, xì ta nè. Easy. Rất là giòn nha mấy anh em. Rất là giòn luôn nha mấy anh em. Đó. Mua máy bên em thì sẽ được tặng một chai nhớt 500ml. Đó, mấy anh em pha bơm lên số 30 dưới đây nè. Ê, cái này thuốc rồi. Thuốc cũng được nha mấy anh em. Mà thường thường này bơm lên số 30 thôi nha. Số 30 nè. Mình pha với 1 lít xăng. Ok nha. Đó. Chai này thì pha được từ 17 đến 18 lít xăng nha mấy anh em. Nhớt ít tin xài với máy tin là ok nha. Bao phí vận chuyển cho mấy anh em luôn nha. Đó, tặng thêm một móc khóa nha. Đồ thì đầy đủ nha mấy anh em. Phụ tùng là đầy đủ theo máy nha. Đó, mấy anh em cần thì liên hệ 0917959669 nha, Cà Mau City nha mấy anh em. Đó, muốn sở hữu một con máy cắt cỏ chạy gia đình nên xài em này nha. Xtin FS 3001. Xài gia đình đỉnh cao.